Liên hiệp châu Âu ngày 26 tháng 5 kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Hồng Kông tự trị giữa những tranh cãi và kế hoạch của Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia áp dụng lên Hồng Kông. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị luật an ninh quốc gia mà theo đó giảm bớt quy chế pháp lý riêng biệt của Hồng Kông, và việc này dự kiến được thảo luận tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và sẽ được thông qua vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel, đại diện cho các chính phủ ở châu Âu nói: "Chúng tôi hết sức coi trọng việc gìn giữ tính tự trị cao của Hồng Kông, phù hợp với luật căn bản và những cam kết quốc tế." Phát biểu sau cuộc hội thoại video với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, ông nói châu Âu và Nhật chia sẻ cùng quan điểm với Trung Quốc. Ông cho biết, chúng tôi không lạ gì cách hành xử của Trung Quốc. Ông nói, châu Âu ủng hộ nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống, chi phối sự tự trị của Hồng Kông. Các bộ trưởng ngoại giao EU dự chủ thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp thường kỳ ngày 29 tháng 5 tới. Ngày 26 tháng 5, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam một lần nữa bênh vực động thái của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ này. Bà Lam cho rằng quyết định của Bắc Kinh áp dụng luật là hợp pháp. Luật sẽ vượt qua luật lệ của Hồng Kông và có thể cho phép các cơ quan Hoa Lục thành lập tại Hồng Kông, gây nên những quan ngại là nhân viên hoạt vụ Trung Quốc có thể tùy tiện bắt giữ những người mà hành động của họ bị xem như ủng hộ dân chủ,